ngày 7 tháng 4, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện An Phú cùng với các ngành xã thị trấn triển khai kế hoạch lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện, đồng thời kết hợp với tuyên truyền chào mừng đại hội đảng toàn quốc thành công tốt đẹp và bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp hướng đến kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9. 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2021, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 1888, 20 tháng 8 2021. Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện An Phú là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử và khẳng định những kết quả nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà đảng bộ và nhân dân huyện An Phú đã đạt được qua chặng đường 30 năm. Qua đây, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ, đồng thời phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo. Thời gian tuyên truyền lễ kỷ niệm 30 năm tái lập quyền An Phú sẽ bắt đầu từ tháng 4 này đến ngày 2 tháng 9, kết hợp với tuyên truyền các sự kiện về bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước. Tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa lớn, quy động được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong đêm lễ kỷ niệm 30 năm tái lập quyền An Phú 2 tháng 9 sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình An Giang và bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ người dân.